What's up? Xin chào 500 anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Boss Gear. Ngày hôm nay mình sẽ cùng 500 anh em đi khám phá một em bản phim cơ. Đây là một trong những các đoàn phim cơ mà mình thấy nó đang là ngon nhất trong cái tầm giá như thế này. Như các bạn bình thường thì để kiếm một em bản phim cơ có đầy đủ 3 chế độ kết nối cùng có hot swap với lại mod mic đầy đủ thì các bạn nghĩ trong tầm giá bao nhiêu? Bình thường thì nó sẽ rơi vào khoảng tầm giá từ 1,5 triệu đến 2 triệu. Tuy nhiên thì với em bản phim này thì giá của nó chỉ khoảng 1 triệu đồng mà thôi. Rất là kinh khủng. Và để mình xem thử coi em này có những cái gì đặc biệt nha. Ok, let's go. Về cái thiết kế hộp thì nó khá là đơn giản thôi. Chỉ có logo ở giữa. Cái hộp thì sẽ là màu trắng, mã hiệu là GK87. Ở đằng sau thì chúng ta sẽ thấy được là nó sẽ có hai màu chủ đạo. Và nó sẽ có layout giống như trong hình vậy. Ở phía bên trong thì chúng ta sẽ có một tờ hướng dẫn. Tất nhiên với những con bàn phím 3 mod không dây như thế này, chúng ta phải luôn giữ lại cái tờ này để xem các cái cách kết nối cũng như là cách sử dụng của em này. Hộp của em này thì khá là sơ sài. Chúng ta sẽ chỉ có chiếc bàn phím nằm ở trong một cái bọc xốp mà thôi. Chúng ta cũng sẽ được tặng kèm thêm một cái sợi dây cáp A2C, khá là đơn giản. Tại vì những con này thì nó thường chỉ dùng không dây là chính. Một cái nhổ keycap kim nhổ switch luôn. Ok, quay trở lại với màn phím của chúng ta thì khi mình cầm em này lên thì mình khá là bất ngờ. Mặc dù cái thiết kế của nó sẽ là full nhựa từ trên xuống dưới, nhưng khi mình cầm lên thì nó cực kỳ đầm tay và nặng. Chắc nữa, về cái việc cầm nắm mình vặn xoắn thì nó không hề có cái hiện tượng là bị vặn vẹo theo, cũng như là có nghe thấy tiếng lạch cạch, tiếng lạp sọc gì cả. Hay là cũng không hề có nghe thấy tiếng gì phát ra từ phía cây hết. Đó, nó rất là cứng và nặng nữa. Không biết em này thiết kế phía bên trong như thế nào, nhưng mà mình cầm lên thì nó cực kỳ đầm tay. Tiếp theo chúng ta sẽ kiểm tra về cái phần keycap của em này nhé. Keycap của em này sẽ là keycap ABS double shot. Và như các bạn thấy thì keycap của nó khá là mỏng, không có gì đặc biệt cả. Tại vì đây là một cái sản phẩm mà giá nó cũng khá là ok, cho nên là có lẽ chúng ta không nên mong đợi gì nhiều ở những cái bộ keycap stock như thế này. Chúng ta có thể thay đổi bằng cách mua thêm một bộ keycap xịn sò nếu như mà các bạn có tiền. Còn nếu không thì chúng ta vẫn có thể sử dụng được cái bộ keycap này bình thường. Và nó có hỗ trợ xuyên LED nên các bạn yên tâm là nó vẫn sẽ có hiện LED ở các ký tự nhé. Bây giờ mình sẽ xem luôn cái phần switch nhé. Thì em này đang sử dụng switch của thằng Ultimo phiên bản Red Switch. Và với cái dòng phiên bản Red Switch này thì nó sẽ rất là êm, mượt và nhẹ nhàng và phù hợp cho cả các bạn gõ văn phòng hoặc là chơi game đều rất là ok. Và với cái dòng Red Switch của Ultimo thì khi mình gõ cái cảm giác của nó rất là mượt rồi. Nó chỉ hơi có tiếng ping của lò xo thôi. Thì nếu như mà các bạn muốn, các bạn có thể lúp lại, có thể ngon hơn. Hoặc là mình có thể đầu tư một cái dòng switch khác xịn sò hơn. Còn nếu không thì mình cứ để sử dụng bình thường như thế này vẫn rất là ngon rồi. Về cái mặt của em này thì sẽ là có mặt hot swap luôn. Đây, để mình gỡ ra cho các bạn coi. Đó, mặt em này sẽ hỗ trợ hot swap 5 chân và sẽ là mặt ngược nhé. Như các bạn thấy phía dưới thì chúng ta sẽ có một cái lớp foam bằng cái lớp tiêu âm bằng silicone luôn, nằm ở phía trên PCB. Và một lớp foam ở dưới mặt dưới đáy nữa. Đấy, như vậy là chúng ta sẽ có hỗ trợ full đầy đủ cả silicone tiêu âm ở trên PCB và cả foam đáy luôn. Rất là ngon. LED của nó sẽ là LED chìm RGB nhé. Ngoài ra thì về cái step em này thì mình đánh giá cũng khá là ổn khi mà nó đã có được lúc sơ qua và cũng như là được căn chỉnh rồi. Và khi chúng ta sử dụng thì nó sẽ không có tiếng lọc sọc và cũng như là tốt hơn rất là nhiều so với những cái dòng bàn phím stock khác. Tuy nhiên thì mình thấy cái này nó vẫn còn chưa ngon ở chỗ. Đó là chúng ta cần phải lúc dày thêm một xíu, chứ còn em step này mình thấy lúc hơi mỏng. Nếu như mà các bạn mua về sử dụng ngay thì mình nghĩ là nó cũng ok đấy. Còn nếu như bạn muốn kỹ hơn, muốn tốt hơn thì tất nhiên chúng ta phải móc lại rồi. Đó, mình thử nha. Đấy, cái tiếng của nó cũng rất là ok đúng không? Mặc dù là nó sẽ có hơi lạo xạo một xíu thôi, có lẽ là do mà lúc chưa được tốt cho lắm. Còn nếu như mà mình lúc dày thêm một xíu nữa thì nó sẽ ok hơn nhiều. Như vậy là em này cũng khá là ngon trong cái vấn đề đó là build rồi. Chúng ta sẽ thử coi cái hệ thống đèn LED của nó như thế nào nhé.
Em này đang sử dụng hệ thống đèn LED RGB 16,8 triệu màu, và nó cũng sẽ có hỗ trợ phần mềm để chúng ta có thể macro cũng như là chỉnh các cái chế độ đèn LED trên con này. Và như các bạn thấy đây, phiên bản màu trắng thì mình thấy LED của nó cũng khá là sáng rồi, do cái pellet đồng thời là cái cap của nó cũng full màu trắng luôn, nên là nhìn nó rất là sáng. Nếu như mà chúng ta tắt bớt đèn ở trong phòng đi, chúng ta sẽ thấy nó rõ ràng hơn. Đó, khi mình tắt hết đèn ở trong phòng thì các bạn thấy là nó lên rất là rực rỡ. Và chỉnh led thì chúng ta thấy đơn giản thôi, có chữ FN và cộng với nút insert để đổi chế độ led, FN đều để đổi màu thôi. Và nếu mà các bạn có muốn nhiều chức năng hơn thì các bạn có thể sử dụng cái phần mềm của nó nhé, khá là đơn giản. Về các cái chế độ đèn led của mấy con này thì chắc mình cũng không cần phải sâu ra nhiều đâu nhỉ, sâu ra nhiều đâu, tại vì nó cũng tương tự như các cái con bàn phím có đèn led RGB khác thôi. Đó, rất là nhiều chế độ đấy. Tựu chung lại thì đèn led của em này khá là đẹp và có thể custom được. Với những cái dòng mà có không dây như thế này thì khi chúng ta bật full led thì nó sẽ rất là hao pin, nên các bạn muốn sử dụng không dây lâu dài thì tốt nhất chúng ta để những cái chế độ ít đèn led thôi, và hoặc là có thể tắt led khi mà mình sử dụng không dây, và khi mình sử dụng dây thì chúng ta có thể bật chế độ full led lên cho đẹp. Đó. Bây giờ mình sẽ thử mổ xẻ cái này ra xem thử cái kết cấu của nó phía bên trong như thế nào, mà khi mình cầm lên thì có cảm giác rất là đầm tay nha. Ok, thì như vậy là mình đã tháo rời em bàn phím này ra, thì chúng ta sẽ có phần top cây là một cái là dễ dàng ở phía trên này đó, và cái phần PCB cũng như là led thì nó sẽ được nối cùng với mặt mặt con của nó qua một cái sợi dây. Ở phía dưới thì chúng ta sẽ có cái tấm vô am khá là mỏng thôi, nếu như các bạn muốn thì các bạn có thể lót thêm phía dưới đáy. Ngoài ra thì chúng ta còn có thêm một cục pin, pin này sẽ là 3000 mAh. Về cái hot swap của em này thì mình thấy có ghi ở đây đang sử dụng nó là hot swap của thằng Gateron các bạn nhé, khá là ok đấy. Mặt của nó sẽ là mặt màu trắng và được làm có vẻ rất là sạch sẽ, cực kỳ là chỉnh chu đấy. Đồng thời thì chúng ta sẽ nhìn thấy được cái led của nó rất là dày đây, led nó bằng thép nhưng mà lại cực kỳ dày luôn, cho nên là cảm giác cầm đầm tay chính là từ cái này đây. Em này sử dụng đang là top mount nhé, và chúng ta sẽ có thấy được cái silicon của thằng PCB này thì nó cũng dày và nó cũng rất là cứng luôn đó, nó sẽ làm tăng thêm cái độ cứng cáp cho bàn phím cũng như là cái cảm giác đầm tay. Cái mặt PCB nó cũng khá là dày nữa. Ok, như vậy thì con này sẽ có cái thiên hướng mặt nó sẽ là nó cứng chắc và đầm tay nha các bạn. Chúng ta sẽ bước sang một cái phần khá là quan trọng đối với những em bàn phím cơ, đó là mình sẽ thử cái cảm giác gõ cũng như là sound test của em này nhé. Hiện tại thì em này đang chỉ có phiên bản Red Switch của thằng Ultimo thôi, thì em sẽ cùng cho các bạn nghe thử nha. Như vậy là mình đã vừa mới sao test cho anh em xem, và rõ ràng là em này vẫn có những cái nhược điểm, ví dụ như là snap của nó thì chưa được ngon lắm. Tuy nhiên thì với một em bàn phím 3 mod mà giá chỉ có tầm 1 triệu như thế này thì rất là khó mà có thể đòi hỏi gì hơn. Nhưng bù lại thì chúng ta sẽ có một cái build cực kỳ chắc chắn, và cái mặt của nó sẽ hỗ trợ cho chúng ta có thể custom được ngon lành, và đồng thời là cũng sẽ có hỗ trợ sẵn cho chúng ta những cái mút tiêu âm cũng như là đệm silicone rất là ngon lành. Với cái video review sơ qua của mình thì các anh em nhận xét như thế nào về bàn phím này? Nếu như anh em có ý kiến gì hoặc có muốn lấy thêm thông tin của em nó thì hãy để lại comment ở phía dưới phần bình luận nhé. Còn nếu mà anh em muốn tham khảo giá của nó thì mình sẽ có để link sản phẩm ở trong phần mô tả đấy. Với mình thì một em bàn phím tầm giá 1 triệu mà có đầy đủ các chức năng cũng như là ngon nghẽ như thế này thì rất là đáng mua.
Đối với những anh em vọc sĩ cũng rất là ok, và những cái người mà muốn mua về sử dụng ngay thì cũng rất là ổn rồi. Nếu các anh em có ý kiến gì thì cứ hãy để lại comment ở phía dưới phần bình luận nhé. Còn nếu thấy hay thì hãy nhớ like, share, ủng hộ kênh Boss Gear đấy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Bye bye.